Hello anh em, tôi đang suy nghĩ là nếu như tôi tổ chức một cái event đấu kiếm với phần thưởng là cây Yoru thì có ai tham gia không nhỉ? Anh em đóng góp ý kiến xem như nào nhé. Còn tôi thì hôm nay đã lúc lấy những cây kiếm cuối cùng trong game này. Và theo như cái trí nhớ siêu phàm của tôi thì tôi còn thiếu cây Soken, cây đinh ba rồng và cây lôi gãy V2. Gì thiếu nhiều dữ trời. À quên còn tam kiếm Yoru nữa. Này ai có ạc cho tôi mượn với? Chứ tôi BB thì. Và để khởi động cho cuộc hành trình ngày hôm nay thì tôi phải bút may mắn cho bản thân cái đã. Ở bên đảo Tân Minh có một khứa mới chơi đang cày cuốc và tôi sẽ là một anh bạn tốt bụng. Tôi chạy đi ra một trái quỷ thật là xịn sò để đưa cho nó. Ồ cái này mà ra trái Phật tổ hay là gì đó thì. À tôi nghĩ là nó mới chơi nên không cần chết xịn nữa mấy ông à. Nó cần phải trải nghiệm từ chết cùi lên thì game nó mới hay đúng không? Chứ bây giờ nó đang vui sướng và chuẩn bị ăn. Ê, hành trình kiếm sĩ đại Hayden Fake số 7 phần 18. Cái kiếm đầu tiên mà tôi sẽ lấy chính là cây Soken. Nó được bán bởi anh khứa bộ xương có tóc ở chỗ núi lửa bên C1. Và theo tôi nhớ thì nguyên nhân cho việc tôi chưa mua cây này là gì? Hết tiền. Chỉ trung bình 90% khoảng thời gian ở C1, tôi là một con đổ nghèo khỉ. Thế là tôi không mua nó và quên cho tới ngày hôm nay luôn. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã dư tiền để mua nó rồi. Thì cày Mastery thôi. Và trong lúc tôi đang cày Mastery để tôi lại giới thiệu cho mấy một tựa game vô cùng hấp dẫn khác. Nó được gọi là Fist Glass. Cả lớn nuốt cả bé. Đây là một tựa game được lấy cảm hứng từ Fighting Frenzy, nhưng với đồ họa 3D xịn sò hơn và là một game online đối kháng nơi mà cả con cá của bạn có kỹ năng riêng. Trong cái game này chúng ta được lặn biển nhặt kho báu để lên cấp cho con cá rồi học kỹ năng mới, xong rồi đi kiếm mấy khứa cá khác để kiếm chuyện hoặc là bị kiếm chuyện. Tuy nhiên thì trong game này không phải là cứ cá to là thắng, đôi khi cần phải thông minh nữa mấy ông ạ. Khi gặp hai con cá to cùng lúc thì tôi tận dụng kỹ năng trốn của mình để làm tê liệt một con rồi cho con kia nó ăn con này, thế là tôi thoát nạn. Hoặc là không. Trong game này được cái bình thường đi săn cũng chỉ đủ ăn đủ xài. Để chỉ trong lúc đi săn còn bị gặp nguy hiểm nữa. Thế nên tôi định tận dụng chiến thuật ngư ông đắc lợi. Chéo. Cứ hai con cá đang quấn nhau sắp chết là tôi vô tôi ké. Nhưng mà không phải chỉ có mình tôi nghĩ vậy. Anh em cũng hãy lên Google Play và App Store để tìm Fist Glass rồi tải tựa game này về để trải nghiệm sự thú vị nhé. Ngoài ra thì link tải game tôi để dưới phần mô tả và bình luận. Anh em hãy tải về và đánh giá 5 sao cho tựa game này nhé. Nói thiệt là tôi tải game này về tôi chơi vui vãi nồi. Còn bây giờ thì trở lại video thôi. Mấy cậu trở lại rồi à. Trong lúc đang farm thì tôi thấy ai khứa đằng kia. Ờ giờ thì còn một. Và sẵn tiện đi chiêu dách của cây gãy chiêu hồn đã mở. Thế là lúc test đã tới. Đoạt hồn. Trúng cái chiêu này rồi thì. Ủa sao cái chiêu nó hết lẹ vậy? Tôi tưởng kiểu phải trắng mấy giây để chừa cho thời gian mình combo chứ. Trắng mấy giây thì mày về mày chơi với chắc. Đến hỏng liền. Thế là để test cái đó tôi quyết định tele qua chỗ nào đông đông một xíu. Chẳng có dễ như à! Cái thằng khứa mà muốn mất dạy đó. Nhưng mà nhờ cái đó mà tôi có mục tiêu để tách cái Soken luôn. Đầu tiên là đoạn khôn, xong combo dách dách. Mặc dù khúc này chỉ nên dùng một dách thôi, nhưng mà phải dùng hai cái vậy mới thể hiện được trình độ của tôi chứ. Nó còn hơn là chơi Soken nữa, tôi chỉ có một chiêu nên không đủ đam giết nó. Nhưng mà bây giờ thì một combo nữa là xong. Rồi hết combo. Nhưng mà nó đã yếu rồi, với trình độ giết bằng bo tàu của tôi nó không thể nào thoát. Ủa chết mẹ quýnh lộn thằng. Đây rồi, cái lần này thì nó không thể nào thoát được nữa. Trời má, admin làm cái hitbox như cục cứt. Nó làm kiểu cảm thấy chạm vào được nhưng không chạm vào được. Hề cây bản, ôi chúng rồi. Lần này thì mày khỏi. Cái đủ có thêm một thằng lại nữa kìa. Cái thằng khứa này tính KS mạng của tôi. Mày khỏi nha. Sau đó về hang máu nên tôi xách Yoru ra đi kiếm chuyện thêm vài thằng nữa. Và thế là tôi hít nhẹ vài kill mà không chết mạng nào. Ôi trình độ của tôi lên rồi. Sau hồi BB thì tôi chuyển sang C2 để cày battery cho cây Soken. Và sẵn tiện lấy cái đinh 3 luôn. Nhưng mà trước đó thì đã lúc random chát quỷ tiếp rồi. Và cút tiếp rồi. Để cài battery cho cây Soken thì tôi quyết định quấy con boss Thai Keeper. Chỉ sẵn tiện nó có thể sẽ ra cây đinh 3 luôn. Nhưng mà có khứa mà ám kia cứ đi theo sau lưng tôi hoài vậy. Theo như linh cảm của tôi thì có vẻ thằng khứa này là một đối tượng nguy hiểm, nên tôi sẽ gắn cái Yoru vô rồi giả cho mỏ nó trước. Với sự chủ động bất ngờ như thế này thì chắc chắn thằng khứa kia sẽ không kịp. Ủa khoan đã, thằng khứa này là người xem của kênh tôi, bảo sao nãy thấy combo nó dễ vậy nồi. Thế là tôi quyết định bồi dưỡng tinh thần cho nó bằng một trái Phật tổ, mà tôi vẫn thấy chưa bồi dưỡng tinh thần cho nó lắm. Vậy nhìn giống nó tặng quà cho tôi hơn. Sau pha tặng quà như trao đổi hồi nãy thì tôi quyết định trả lại cây battery cho cây Soken tiếp, sẵn tiện tập làm quen với cây vũ khí mới này luôn. Và tôi chợt nhận ra là cây này sinh ra để đánh mấy mục tiêu đơn lẻ mấy ông à. Cái chiêu choáng bắn khá là dễ trúng và hồi tương đối nhanh. Ê, ôi tôi thấy hiệu quả của việc làm người tốt rồi mấy ông à. Đánh một phát ra cái đinh ba luôn xịn vãi. Giờ thì test kỹ năng còn lại cây Soken thôi nào. Liên hồn cảm. Sau đó thì đọt hồn rồi combo liên tục luôn. Cái cây này combo mượn vãi nồi. Ủa tôi làm sai vậy, tại sao quái nó dằn sai vậy? Có hàng mới thì phải đi thực hành. Thế lần cuối MrBeast nãy quyết định trở lên đi săn bounty bằng combo mới của mình. Với việc có thêm khứa này là trợ thủ đắc lực thì tôi tìm mục tiêu khá là nhanh. Chẳng mấy chốc thì tôi đã gặp một con cù lạc. Và đây sẽ lúc tôi test cái cây Soken sau một combo nó sẽ được bao nhiêu sát thương. Trời ơi, thằng khứa này mới có 5k đam là nó cút rồi. Thế là thay vì đi săn thì tôi quyết định đấu với nhau còn vui hơn. Tôi bắt đầu giao tranh bằng một phát nhánh Sugita siêu chuẩn. Đúng là một thời làm xã thủ vĩ đại có khác. Thế là trận đấu chính thức bắt đầu và khứa kia quyết định chơi tiếp cận. Và nó cũng vừa đủ tầm để tôi quăng kỹ năng của Soken. Nhưng mà tôi quăng hụt hết. Thế là tôi định chạy vòng vòng và chờ hồi chiêu. Và may mắn nữa là sau khi chiêu hồi xong thì khứa kia lại vô ngay tầm của tôi nữa. Nhưng mà khúc này thì tôi combo hụt. Và bị ăn chiêu với cái lớp tim bay đùng đùng. Nó cứ giật giật màn hình khó chịu phải nồi thề. Thế là tôi mới chạy vòng vòng chờ cho hết tim. Rồi kiếm một cơ hội ra. Liên hồn chạm. Rồi thêm một cái đọt hồn xong. Rồi tắt nhạc luôn. Thế là trận đấu của tôi dần khứa nó kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Vì nó méo xử được tôi và tôi cũng méo xử được nó. Nó thì combo méo chúng tôi, còn tôi thì nửa năm mới combo chúng một lần. Mà lúc tôi combo thì nó lại hoạt tập cá bê ba. Thế là trận đấu không có hồi kết và tôi quyết định dẹp đi. Nó quánh mà la mệt quá luôn mà.
Và sau đó thì tôi chuyển sang C3 để cài battery cho Eden Ba Rồng, sẵn tiện tìm luôn một cái combo liên quan tới nó để học. Và tôi đã quyết định ghé lại ở combo này vì nó có chú thích là dành cho Mangman dùng kiếm, và nó được đánh giá là dễ, dễ mua nội tôi chỉ dễ bao nhiêu đây nút mà dễ. Nhưng mà ở đống đó thôi, cứ để học từ từ được. Cái vấn đề trước mắt là 350 battery của cây đinh ba này quá đời heo. Chưa kể trong combo nó còn có Rumble, Kabucha, các thứ nữa, cày chắc lòi chỉ luôn. Sau tầm vài phút thì tôi mở khóa được kỹ năng đầu tiên. Và đây là lúc đi tép. Hãy lông nổ. Hồi như cây súng nước cỡ lớn vậy. Tính ra mấy cái chiêu bắn nước tùm lum vậy cũng hay quá chứ. Giờ đi cày battery lòi chỉ tiếp thôi. 2000 năm sau. Và sau khoảng thời gian dài cày cút. Trời má, vẫn chưa lên được 350. Và sau khoảng thời gian dài cày cút thì cuối cùng tôi đã lên được 350 battery và mở khóa được kỹ năng thứ hai của đinh ba rồng. Cái này tên là gì, gồng nước tắm quá đời heo. Nhưng mà dù gì thì cũng phải test cái đã. Water Dragon Shower. Tôi bắt đầu hiểu được cái tên chiêu rồi. Giờ thì cái tiếp theo mà tôi cần có chính là trái Rumble. Và được cái là ạc chính hay đinh của tôi lúc nào cũng có trên 4 trái. Thế là tôi cứ thế mà lấy qua thôi. Ok, vậy là đủ rồi đó. Bây giờ theo như thường lệ thì trước khi đi làm một cái điều gì đó tôi sẽ random trái quỷ. Hôm nay kiểu trong người cứ có cảm giác may mắn tràn trề. What? Trời, nãy mới cho cứ kia trái Phật tổ xong giờ ra nữa. Game này nó muốn tôi làm một spammer hả trời. Giờ đây trả lại gì cày battery cho trái lôi. Giờ đây là lúc cho sự cây cứu. Cái trái lôi thì nó méo và dịch chuyển đi xa hoặc là bay được. Cho nên tôi cần đi thiền, và đây là lúc mà tôi nhớ là cái việc mà tôi quên đổi cái chiếc thiền Noel. Không sao, còn 11 tháng nữa chứ nhiêu. Mày ngu như chắc. Không khỏi. Thế là tôi đành phải mua thiền game bát để dùng. Này là tôi đang chia sẻ câu chuyện nữa chứ không có khoe gì đâu nha. Tiếp tục trở lại vì cày battery cho trái Rumble. Thì vì tôi là một kiếm sĩ cho nên tôi méo khả năng chỉ số trái quỷ. Và thề là nó farm cực vãi cả nồi. Tôi phải quánh cho tụi quái sắp cút, rồi móc Rumble ra chọn một cái. Xong bật kỹ năng V3 của tộc người máy lên. Thông thường thì sẽ ăn được hết bầy quái. Lâu lâu canh đam ngu ngu thì có một hai con còn sống. Và phải chờ kỹ năng tộc để ăn nó. May mắn là ít ra tương có tập V4. Ở trạng thái này tôi còn một phát X Sogita và một phát C của Rumble là xong. Tôi mất nửa tiếng đồng hồ cho việc cày 250 battery của trái này, rồi chuyển sang cày thêm cây Kabucha nữa. Được cái Kabucha ở trạng thái V4 thì bắn như súng máy vậy. Thế là tôi farm cũng khá là nhanh. Và bây giờ chính là lúc đi tập combo. Theo cái combo này thì đầu tiên tôi cần ít Rumble, rồi ít Gaiden ba rồng, xong rồi lao vào combo huyết quỷ thuật. Trên mẹ bấm lộn rồi. Thế là nhờ vào trình độ bấm lộn nút của mình mà kiếm sĩ mang phải tập cái combo liên tục mấy lần thì mới bắt đầu chân chu. Mà thật ra thì cũng không chân chu cho lắm. Chỉ cứ tới cái đoạn Sogita hay là Kabucha là tôi nhầm. Đặc biệt là khúc Rumble Z C xong rồi tóc biến rồi xong Rumble V rồi xong rồi huyết quỷ thuật chết. Tôi già rồi mà đưa combo gì đâu không à, trời ơi rồi. Sau khi luyện tập một hồi tôi quyết định sẽ up cho Rumble lên V2 với sự giúp đỡ của YouTuber ẩn danh tên Tú. À dạo này nó chăm chỉ làm event lắm. Anh em đăng ký kênh của nó để tham gia nhé. Trở lại với việc đi red thì lúc đầu thằng Tú nó nói: "Ôi đi cha là để anh cân cho." Lúc nó nói vậy thì tôi méo tin nó lắm. Thế là tôi quyết định giúp đỡ nó một tí cho tới khi tôi thấy là nó có thể làm cho boss quỷ gói như thế này. Và thế là tôi cứ ngồi không mà vẫn hoàn thành 6 lần red. Và đánh luôn tôi lấy khi kiếm cuối cùng trong lớp rút. Lôi gậy V2. Quá đã, bây giờ trở về đất liền thôi. Đấy, sao méo về được luôn rồi. Tele cũng méo cho luôn. Còn admin lại thêm tính năng mới nữa rồi. Sau khi lấy xong cái lôi gậy thứ hai thì Khứa Tú nó quyết định giúp tôi úp nó luôn cái ghia còn lại. Và kiếm sĩ đại của mèo nó chính thức phục. Dạ. Cái cầu thang này bị ma ám mẹ nó rồi. Ok, đã đủ 4 ghia. Thế là tôi định test xương xương lại combo, rồi chuẩn bị cho việc áp dụng vào thực chiến, để xem khả năng của tôi tới đâu và tính hiệu quả của combo này như thế nào. Mặc dù tôi biết là vô BB thì tôi cũng chỉ spam thôi. Và để khởi động cho chiến BB lần này thì tôi sẽ ra đâm chát quỷ để cầu may. Quải cái trưởng ra kênh cho luôn. Các dù tôi đây dành là event kiếm sĩ thôi nào. Trước cửa có trái lửa nào quẳng đây nữa. Giờ thì tới tiếp mục chính BB thôi nào. Mục tiêu của tôi chính là thằng Khứa trước mặt. Và nó đang đứng vừa ngay trong tầm của ít Rumble, cộng thêm ít của Linh Ba Rồng. Và vừa ngay combo của Phí Quỷ Thật luôn. Đây rồi, tôi đã thấy được cái combo này nó mạnh như thế nào rồi. 10.000 bounty cho cái mạng đầu tiên. Và vì quá hăng máu cho nên tôi quyết định đi tìm thêm cái mạng thứ hai nữa. Trận đấu lần này thì diễn ra khá là khó khăn hơn. Khi một thằng Khứa nó bay, hai đã bơi xuống nước. Thế nên cái việc mà tôi quánh trúng nguyên cái combo là không thể nào. Chỉ có thể lo quánh trúng vài chiêu, gây sưng sưng khoảng 5k đam là cùng. Nhưng mà tôi cũng đã bắt đầu am chuẩn hơn và thao tác tiến bộ rõ rệt. Tuy là việc tiêu diệt thằng Khứa trong một combo này còn khá là khó, nhưng mà tôi chắc chắn là thằng Khứa này không đủ trình để mặn thịt được tôi. Chỉ tôi lo tự té xuống nước thôi. Nhưng mà xong hồi đánh đấm thì nó đã có dấu hiệu sắp cút vì liên tục bị tôi tưới nước. Mặc dù là tộc cá. Và để kết thúc cho trận đấu này thì đã đến lúc tôi dùng cái tộc V4 full gear của mình. Sau 11.000 bounty tiếp theo. Và nói thiệt là tôi hơi mệt nha. Đã mình già rồi mà thằng Khứa nó quánh nó nhanh. Đấu một trận tầm khoảng 5 phút thì mới xong. Nhưng mà tự nhiên đâu hôm nay BB thuận lợi quá, thế nên tôi làm tiếp. Và tôi ghé ngay đúng. Ủa gì vậy? Bằng một phép màu đó mới vô qua một chiêu tôi đã lỡ KS một mạng. Và chính thức tham gia vào trận BB siêu hỗn loạn ở đây. Phải nói một điều là cây đinh ba rồng nó ăn mạng ngon vãi nồi. Cả hai kỹ năng đều có hitbox to tổ 4. Thế nên cái việc mà am chúng chịu khá là đơn giản. Và tôi nghĩ là tôi nên làm chúa tể KS ở trong trận đấu này. Vì trong lúc tụi nó cứ combo nhau tụi bắn nước vừa là ăn mạng. Nhưng mà cũng có lâu lâu tôi bị đứa KS trong lúc combo chứ bộ. Thế là coi như hoài. Nhưng mà nhờ trận BB này mà tôi rút ra được khá là nhiều thứ. Đặc biệt là dễ việc trải nghiệm những món vũ khí và trái quỷ mới. Biết được một điều là Rumble có độ cơ động khá là cao và khả năng choáng khá là tốt. Cộng thêm cái hitbox ối dồi ôi của cây đinh bà rồng, nó tạo cho tôi một trải nghiệm vô cùng hứng thú. Và muốn luyện thêm mấy cái combo mới nữa. Anh em này biết thêm combo khác gì kiếm thì hãy bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì phần này kết thúc trong yên bình.